Đây là 4 điều các bạn không thể bỏ qua về Luna Lake, codename của CPU thế hệ mới nhất từ Intel, được biết đến với tên gọi phổ biến hơn là Intel Contra 200V hoặc Intel Contra Series 2. Đầu tiên, mình muốn nói đến thay đổi về hiệu suất sử dụng năng lượng, thì đặc trưng của Intel Contra 200V là khả năng tiết kiệm điện tốt hơn thế hệ tiền nhiệm là Meteor Lake tới 50%, từ đó cải thiện thời lượng sử dụng pin của sản phẩm thêm nhiều giờ. Thứ hai, cải tiến về Core Performance, Luna Lake P-Cores dự kiến sẽ tăng 14% hiệu năng so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi E-Cores sẽ cải thiện gấp đôi sức mạnh so với Intel Contra Series 1. Thứ ba, tăng hiệu năng đồ họa, các tích hợp mới từ Intel sẽ boost hiệu năng lên gấp 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm, chơi game sẽ mượt hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Và điều này đã được mình xác nhận, mình đã test thực tế trên chiếc XPS 13 9350 này khi mà chơi tựa game Wukong, các bạn có thể tự kiểm chứng ở đây nhá. Thứ tư, sự bùng nổ về hiệu năng AI. Bây giờ, NPU, tức nghĩa bộ vi xử lý thần kinh chuyên dụng đảm nhiệm xử lý các tác vụ liên quan đến AI của Luna Lake kết hợp với sức mạnh của CPU và GPU sẽ cho ra tới 120 TOPS, tức nghĩa là 120.000 tỷ hoạt động được xử lý mỗi giây. Tốc độ đáng kinh ngạc này làm tăng hiệu năng xử lý các tác vụ AI lên gấp 3 lần so với Intel Contra Series 1. Rồi, cuối cùng thì để tham khảo giá bán của chiếc Dell XPS 13 9350 này, laptop đầu tiên có CPU Intel Contra 200V cho các bạn hiệu năng gaming cực kỳ mượt, mãn nhãn với màn hình Thunderbolt lần đầu tiên trên thế giới được trang bị trong chiếc laptop và mãn nhĩ với hệ thống loa ngoài cho ra chất lượng âm thanh cực tốt, thì các bạn hãy click vào đường link mình đính kèm ở phần mô tả và bình luận của video để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các cái thông số cấu hình của em nó nhá. Rồi, cảm ơn các bạn vì đã xem tới cuối video. Hãy bấm sub nếu các bạn thấy video hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye for now.